Thân mến, hôm nay thầy giới thiệu bài 21 nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Bài 21, mục đích của bài: hiểu được một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong, hiểu được nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Bài này gồm có 3 phần: một số khái niệm cơ bản, nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ và nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ. Một số khái niệm cơ bản. Một, điểm chết của piston. Khái niệm: điểm chết của piston là vị trí mà tại đó piston đổi chiều chuyển động. Phân loại: có hai loại điểm chết. Điểm chết dưới là điểm chết mà tại đó piston ở gần tâm trục khỉu nhất. Điểm chết trên là điểm chết mà tại đó piston ở xa tâm trục khỉu nhất. Hai, hành trình của piston là quãng đường mà piston đi được giữa hai điểm chết. Một hành trình thì trục khỉu quay được một góc 180 độ. Vì vậy, nếu gọi R là bán kính quay của trục khỉu, thì hành trình của piston bằng 2 lần bán kính. 3. Thể tích xi lanh là thể tích giới hạn bởi nắp máy, thành xi lanh và đỉnh của piston. Chúng ta có thể tích toàn phần là thể tích xi lanh khi piston ở điểm chết dưới. Thể tích buồng cháy là thể tích xi lanh khi piston ở điểm chết trên. Thể tích công tác là thể tích xi lanh giới hạn bởi hai điểm chết. Như vậy, thể tích công tác bằng thể tích toàn phần trừ đi thể tích buồng cháy. Và nếu gọi D là đường kính xi lanh thì thể tích công tác bằng pi D bình phương S trên 4. 4. Tỷ số nén là tỷ số giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy. Ở động cơ diesel, tỷ số nén này là khoảng 15 đến 21 lần. Ở động cơ xăng thì tỷ số này là khoảng 6 đến 10 lần. 5. Chu trình làm việc của động cơ. Khi động cơ làm việc trong xi lanh diễn ra lần lượt các quá trình nạp, nén, cháy dẫn nở và thải. Tổng hợp của 4 quá trình đó gọi là chu trình làm việc của động cơ. Kỳ. Kỳ là một phần của chu trình diễn ra trong một hành trình của piston. Ở động cơ 4 kỳ thì một chu trình làm việc có 4 hành trình piston. Ở động cơ 2 kỳ thì một chu trình làm việc có 2 hành trình của piston. 2 lớn. Nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ. 1. Nguyên lý làm việc của động cơ diesel 4 kỳ. Một chu trình làm việc của động cơ diesel 4 kỳ gồm có kỳ 1 là kỳ nạp, kỳ 2 là kỳ nén, kỳ 3 là kỳ cháy dẫn nở và kỳ 4 là kỳ thải. A. Kỳ 1 nạp. Piston được trục khỉu dẫn động đi từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới. Xúc bắp nạp mở, xúc bắp thải đóng. Nạp không khí vào xi lanh qua cửa nạp nhờ chênh lệch áp suất. Kỳ 2 là kỳ nén. Piston được trục khỉu dẫn động đi từ điểm chết dưới lên điểm chết trên. Hai xúc bắp đều đóng. Thể tích xi lanh giảm nên áp suất và nhiệt độ của khí trong xi lanh tăng. Cuối kỳ nén. Khi piston gần đến điểm chết trên, vòi phun một lượng nhiên liệu diesel với áp suất cao vào buồng cháy. Kỳ 3, kỳ cháy dẫn nở. Piston đi từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, hai xúc bắp đều đóng. Nhiên liệu được phun tơi vào buồng cháy, hòa trộn với khí nóng tạo thành hòa khí. Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ trong xi lanh cao, hòa khí tự bốc cháy sinh áp suất cao, đẩy piston đi xuống qua thanh truyền làm trục khỉu quay và sinh công. Vì vậy, kỳ này còn gọi là kỳ sinh công. Kỳ 4, kỳ thải.
Piston được trục khuỷu dẫn động đi từ điểm chết dưới lên điểm chết trên. Xu pháp nạp đóng, xu pháp thải mở. Thải khí đã cháy ra ngoài qua cửa thải. Khi piston đến gần điểm chết trên, xu pháp thải đóng, xu pháp nạp lại mở ra. Trong xi lanh diễn ra kỳ 1 của chu trình mới. Hai, nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ. Nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ cũng tương tự như động cơ diesel 4 kỳ, chỉ khác ở các điểm sau. Ở kỳ nạp, nạp không khí vào động cơ diesel, còn ở động cơ xăng thì đó là hỗn hợp xăng và không khí, người ta gọi đó là hòa khí. Ở kỳ nén, động cơ diesel là không khí, thì ở động cơ xăng đó là nén hòa khí trong xi lanh. Ở kỳ cháy dẫn nở, vòi phun phun nhiên liệu dạng sương mù với áp suất cao tạo thành hòa khí, và trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao thì hòa khí tự bốc cháy. Còn ở động cơ xăng, ở cuối kỳ nén, buji bật tia lửa điện châm cháy hòa khí cưỡng bức. Kỳ thải thì hoàn toàn giống nhau, thải khí đã cháy ra ngoài. Tiếp sau, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên lý làm việc của động cơ hai kỳ trong giờ học sau. Tạm biệt thân mến. Tiếp tục bài 21, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Chúng ta sang phần 3 lớn, nguyên lý làm việc của động cơ hai kỳ. 1. Đặc điểm cấu tạo của động cơ hai kỳ. 2. Nguyên lý làm việc của động cơ xăng hai kỳ. Và 3. Là nguyên lý làm việc của động cơ diesel hai kỳ. Đây là 3 phần chính của phần thứ 3 lớn. Chúng ta nhớ năm 1860, Jean-Étienne Deloire đã chế tạo thành công động cơ đốt trong hai kỳ chạy bằng khí thiên nhiên. Và đây là mô hình xe của ông. Như vậy, động cơ hai kỳ đã có từ năm 1860. Đối với động cơ hai kỳ, cấu tạo đơn giản hơn động cơ 4 kỳ. Đây là sơ đồ hoạt động của động cơ xăng hai kỳ với 3 loại cửa. Cửa nạp, cửa quét, cửa thải. Động cơ không dùng xu pháp, piston làm nhiệm vụ mở van trượt, đóng mở các cửa, đóng mở cửa nạp, đóng mở cửa quét, đóng mở cửa thải. Và đây là nhiệm vụ piston làm thêm. Hòa khí đưa vào xi lanh phải có áp suất cao, nên trước khi vào xi lanh chúng được nén trong các te. Và chúng ta nhớ là các te không chứa dầu bôi trơn và các ke còn tham gia vào quá trình nén sơ bộ khí trước hòa khí trước khi vào xi lanh. 1. Đặc điểm cấu tạo của động cơ hai kỳ. Đây là cấu tạo chung động cơ xăng và động cơ diesel. Ở động cơ xăng là vòi buji, còn động cơ diesel là vòi phun, piston, cửa thải, cửa nạp, thanh truyền, trục khuỷu, các te, đường thông các te với cửa quét. Chín là cửa quét. Hai, nguyên lý làm việc của động cơ xăng hai kỳ gồm hai kỳ. Kỳ một, piston đi từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới. Trong xi lanh diễn ra các quá trình cháy dẫn nở, thải tự do và quét thải khí. Kỳ hai, piston được trục khuỷu dẫn động đi từ điểm chết dưới lên điểm chết trên. Trong xi lanh cũng diễn ra ba quá trình quét thải khí, lọt khí, nén và cháy. Như vậy, hành trình của piston chỉ có hai: từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, từ điểm chết dưới xuống điểm chết trên. Trục khuỷu quay một vòng là đã hoàn thành một chu trình làm việc của động cơ hai kỳ. Kỳ 1. Đầu tiên là quá trình cháy dẫn nở.
Piston đi từ điểm chết trên đến cửa thải. Ở trong quá trình này, quá trình cháy dẫn nở chỉ kết thúc khi bắt đầu piston mở cửa thải. Sau đó thải tự do, cửa thải mở hoàn toàn. Chuẩn bị cửa thải mở hoàn toàn thì cửa quét lại được mở ra. Bắt đầu mở cửa quét. Khí thải trong xi lanh có số cao sẽ thải ra ngoài, nhưng đồng thời cũng một ít hòa khí từ các te lại qua cửa quét vào xi lanh. Giai đoạn quét thải khí là giai đoạn thứ 3. Từ khi piston mở cửa quét, lúc này cửa thải vẫn còn đang mở, cho đến khi xuống điểm chết dưới, các te thông qua đường cửa quét hòa khí vào xi lanh và cũng tiếp tục đẩy khí thải trong xi lanh ra ngoài qua cửa thải. Đây là khi mà piston xuống đến điểm chết dưới thì giai đoạn quét thải khí vẫn đang xảy ra. Kỳ 2. Bắt đầu quá trình quét thải khí, piston từ điểm chết dưới đi lên điểm chết trên. Và cửa quét cửa thải vẫn còn mở, hòa khí có áp suất cao từ quát te qua đường thông và cửa quét tiếp tục vào xi lanh, đẩy khí thải trong xi lanh qua cửa thải ra ngoài. Quá trình quét thải khí kết thúc khi piston đóng cửa quét. Khi piston đóng cửa quét lại thì còn một số khí đi ra ngoài, người ta gọi là giai đoạn lọt. Cửa quét được đóng và khí vẫn được thải ra ngoài thì đây là lọt khí. Giai đoạn lọt khí kết thúc khi mà piston đóng cửa thải. Tiếp tục là giai đoạn nén và cháy. Như vậy, chỉ khi nào piston đóng cửa thải thì bắt đầu quá trình nén và cháy mới xảy ra. Cuối kỳ 2, buji bật tia lửa điện châm cháy hòa khí và quá trình cháy bắt đầu. Như vậy, piston cũng gần đến điểm chết trên thì buji bật tia lửa điện châm cháy hòa khí cưỡng bức. Khi piston đến gần điểm chết trên, piston đóng kín cửa quét, cửa nạp làm áp suất trong các te giảm. Vì vậy, hòa khí trên đường ống nạp sẽ qua cửa nạp đi vào các te nhờ chênh lệch áp suất. Như vậy, piston làm nhiệm vụ như một van nạp, mở cửa thải, mở cửa quét, mở cửa nạp. Đây là mô hình động cơ hai kỳ. Như vậy, đối với động cơ hai kỳ, phía dưới piston và các te đóng vai trò như một máy nén khí. Quá trình nạp của động cơ là quá trình hòa khí qua cửa quét để đi vào xi lanh. Và chúng ta chú ý có một cái van nạp, khi áp suất nhờ chênh áp thì nó sẽ tự mở ra và đưa khí vào trong các te. 3. Nguyên lý làm việc của động cơ diesel 2 kỳ thì cũng tương tự như động cơ xăng và động cơ diesel 4 kỳ. Nguyên lý làm việc của động cơ diesel 2 kỳ cũng tương tự như động cơ xăng 2 kỳ, chỉ khác ở hai điểm. Nạp khí vào các te của động cơ xăng là hòa khí, còn ở động cơ diesel là không khí. Điểm thứ hai, cuối kỳ nén ở động cơ xăng, buji bật tia lửa điện để châm cháy hòa khí cưỡng bức, còn ở động cơ diesel thì vòi phun một lượng nhiên liệu diesel vào buồng cháy với áp suất cao và tạo thành hòa khí. Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ trong xi lanh cao thì hòa khí lại tự bốc cháy. Như vậy cái này nó có tương tự giống như ở động cơ 4 kỳ. Ưu nhược điểm của động cơ 2 kỳ so với động cơ 4 kỳ. Về ưu điểm, động cơ 2 kỳ có mật độ năng lượng lớn hơn vì tạo ra công trong mỗi vòng quay của trục khỉu. Một vòng quay trục khỉu đã là sinh công. Các động cơ 2 kỳ có thể chế tạo đơn giản và rẻ tiền hơn. Vì ngược với động cơ 4 kỳ, loại động cơ này không cần có bộ phận điều khiển vang.
Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm. Dùng động cơ 2 kỳ tốn nhiên liệu hơn vì bị mất đi một phần hỗn hợp không khí và nhiên liệu không được đốt trong lúc đẩy khí thoát ra ngoài. Khí thải của động cơ 2 kỳ có hàm lượng carbon monoxide và các chất hydrocarbon cao vì có nhiều nhớt bôi trơn trong khí được hút vào và lượng khí thải trong buồng đốt cao. Cái giai đoạn lọt khí, quét thải khí là chúng ta thấy nó đưa ra ngoài. Ứng dụng động cơ 2 kỳ được sử dụng phần lớn ở các ứng dụng mà giá tiền của động cơ và mật độ năng lượng cao, cấu tạo đơn giản. Quan trọng hơn là tiêu thụ năng lượng và bảo vệ môi trường. Ví dụ như động cơ xăng thì được ứng dụng trong xe gắn máy loại nhỏ, máy cắt cỏ, rồi máy cưa. Còn ở động cơ diesel thì được ứng dụng trong tàu thể thao biển, rồi trong máy phát điện dùng gia đình. Bài học đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý tiếp thu bài. Hẹn gặp lại các em vào giờ học sau. Thân mến chào các em.